Virus, tên thật là Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988, là streamer. Hiện Virus còn nổi tiếng ở nhiều vai trò khác nhau như là một YouTuber, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, kinh doanh. Virus lớn lên trong một khu nhà tập thể ở Nhạc viện Hà Nội, bây giờ là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ông ngoại, người mà Virus rất yêu quý và cũng là người có ảnh hưởng đến anh, nhất là một nhà nghiên cứu âm nhạc nổi tiếng. Ông sản xuất âm nhạc, sáng tạo nhạc và viết tổng phổ cho cả một dàn nhạc giao hưởng. Mẹ Virus dạy về nhạc cụ dân tộc ở Nhạc viện, còn bố anh hiện đang giảng dạy về guitar tại Nhạc viện ở Berlin, Đức. Anh ruột Virus chơi trống, cậu đánh guitar bass. Người ta gọi anh là thiếu gia nhạc viện. Cái tên này đủ để thấy gia thế lúc bấy giờ của Virus. Là con nhà nòi suốt cả tuổi thơ, cậu bé Đặng Tiến Hoàng lúc đó đã chỉ có biết đến việc học piano. Anh vẫn còn nhớ đã phải luyện tập đến mức mệt lả và ngủ gục bên cạnh đàn. Nhiều năm liền, Virus chưa bao giờ rời khỏi top những học viên xuất sắc nhất tại Nhạc viện. Âm nhạc đã đưa Virus đi hơn 20 quốc gia từ châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ trong quá trình du học. 15 tuổi, khi nhiều đứa trẻ còn ăn chưa no, lo chưa tới, Virus đã bắt đầu hành trình đi từ Singapore rồi đến các nước như Hàn, Nhật rồi Anh, Mỹ và cả Brazil, Chile, Peru. Virus cũng làm nhạc cho rất nhiều ca khúc hit đình đám như